đang cầm cái tay cắt review trái dưa leo cắt ngay trên cái cuộn đó nha. Rồi. Trời ơi, nó to bá đạo luôn. Mấy gan? Hơn 1 gan mấy luôn. À, tới cái lọng tay luôn, ghê thật. Kinh không? Chút nữa mình gọt ra cho mọi người xem nha. Bằng một đốt tay. Cái gì? Dưa leo. Cầm. Dưa leo gì tổ bố vậy? Hả? Mình ngắt một cái hoa đực nè. Mình tước cái bông ra, mình nhét vô trong nha. Đây, giờ mình nhét vô này. Mình nhét vô trong cái này vì nó không có ong này. Có ong có bướm gì hết. Mình nhét vô nha. Nhét cái sâu vào trong nó để vậy. Trời ơi, không có ai quay cho mà là mình ngắt cái một cái hoa. Mình ngắt cái hoa đực mà. Mấy cái bông đực này nên mình ngắt cái nó tươi tươi rồi mình tước cái nhụy ở trong nha, thụ phấn đây. Mình còn đây mấy trái này, mấy trái mình cũng thụ phấn rồi nha, to rồi nha, cái trái ngoài kia nha, thấy không? Mình trồng ở cầu thang, leo cầu thang mới được một trái đầu tiên. Nó đang ra đây này. Wow. Quay gần quá nó bị ảo ảo mơ mơ thôi. Ghê không? Một trái dưa leo sắp ra đời. Phải thụ phấn cho nó nha. Mình ngắt cái bông này nè. Ngắt cái bông bật này nè. Không có trái này nè. Là mình mai một cái bông này nở ra. Cả mình ngắt cái nhụy ở trong nha. Mình cái người ở trong mình nhét vô trong đó cho nó. Mình là không thấy để thụ phấn nè. Là nó chết nè, nó héo nè. Đó. Nên mình gắt bỏ đi vì nó bị chết rồi. Còn mình thụ phấn cho nó được là nó ra vậy. Nó cần đực. Nhưng có trái mà mình không có bỏ đực cho nó là nó không có đầu trà giống vậy. Nó to cái một con. Chỉ cần một trái thôi ăn rất ngay khỏi tay luôn. Mình đang cầm cái tay cắt review trái dưa leo cắt ngay trên cái cuộn đó nha. Rồi. Trời ơi, nó to bá đạo luôn. Mấy gan? Hơn 1 gan mấy luôn. Trời ơi, tới cái lọng tay luôn, ghê thật. Kinh không? Chút nữa mình gọt ra cho mọi người xem nha. Bằng một đốt tay. Cái gì? Dưa leo. Cầm. Dưa leo gì tổ bố vậy? Hả? Đây mình gọt nha. Review cho mọi người xem thử nó bị già chưa.
Đổ mọi người, nó ra chưa? Đôi nha, các đôi nha. Wow. Thử miếng thử ngọt không? Wow, ngọt. Cắt sao ta? Nguyên địa luôn ghê không? Rồi xong, chào mọi người nha. Thích thì cho một like, đăng ký kênh nha. Dưa leo mình cắt xong, giờ mình review ăn thử nha. Mình ăn thử một miếng nha. Ngọt lịm luôn. Lợi ăn thêm miếng nữa. Miếng có hạt hạt. Trên hạt hạt nó ngọt hơn. Một quả đó. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại sau. Dưa leo của mình nó đang ra trái nha mọi người. Ra trái nhưng mình không thù phận cho nó. Là nó không đầu trái nha. Mình nhắc cái hoa đực và mình nhắc nó vô trong cái đó nha. Mình nhắc hoa đực và mình tước cái hoa ra, tước cái nhụy trong ra và mình nhắc vô trong cái hoa đó. Mình nhắc một cái hoa đực nè, mình tước cái bông ra, mình nhắc vô trong nha. Đây, giờ mình nhắc vô nè, mình nhắc vô trong cái này vì nó không có ong nè, có ong có bướm gì hết. Nhắc quá nha, nhắc cái sâu vào trong nó để vậy. Trời ơi, không có ai quay cho mà là mình nhắc cái một cái hoa, mình nhắc cái hoa đực mà mấy cái bông đực này nên mình nhắc cái nó tươi tươi rồi mình tước cái nhụy ở trong nha, thù phận.
Nó to cánh còn chỉ cần một trái thôi ăn rất ngay cả tay luôn. Đó, dưa leo mình cắt xong giờ mình review ăn thử nha. Mình ăn thử một miếng nha. Ngọt liếm luôn. Lợi ăn thêm miếng nữa. Miếng có hạt hạt. Trên hạt hạt nó ngọt hơn. Một quả đó. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại sau.